Rồi xin giới thiệu anh em ha. Đây cano 4m5. Rộng 1m2. Làm hoàn thành vậy đó anh em. Lực lượng đầy đủ chân này chủ có máy sẵn rồi. Rồi anh em mình đang chạy đi giao anh em. Giao về ngã năm anh em. Ngã năm ngã bảy công nghiệp anh em. Đang chạy đi giao. Chiếc này mình có giá bán là 1 triệu anh em. Cuta 1105 đó anh em. Cuta 1105.